Nơi này phù hợp với mày đấy. Cái thằng mặt tay bạn kia, nó tiền mấy tháng mà không trả. Làm người phải có ý thức chứ, để nói mẹ đấy. Người dân báo có vụ mất tích của ba. Bà Linh là chủ dãy trọ này, mất tích hơn một tuần rồi. Anh có hình bà Linh chứ? Đây, thưa anh. Bà ở đâu rồi nhỉ? Sao bà mất tích nhỉ? Đây là căn hộ bà Linh. Cửa khóa ngoài rồi. Phá khóa. Ngũ già, bà giỏi thì đòi tiền nhà nữa đi.